Liên minh châu Âu-EU vừa khởi động tiến trình đàm phán với Ukraine và Moldova về việc gia nhập khối. Đây là bước đầu tiên trong chặng đường dài để hai quốc gia này trở thành thành viên chính thức của EU. Cuộc họp liên chính phủ giữa EU và phái đoàn Moldova do Thủ tướng Dorin Recean dẫn đầu đã diễn ra tại Luxembourg, tiếp sau cuộc họp liên chính phủ tương tự giữa EU với phái đoàn Ukraine. Đại diện các bên đều khẳng định sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, dù thừa nhận đây chỉ là khởi đầu của tiến trình kéo dài nhiều năm. Theo đó, cả Ukraine và Moldova sẽ không chỉ phải vượt qua các rào cản về kỹ thuật và luật pháp, mà còn cả chính trị để có thể chính thức trở thành thành viên của EU. Theo quy định, các quốc gia ứng viên cần có sự chấp thuận của toàn bộ 27 thành viên EU để mở và kết thúc từng bước đàm phán với các thành viên trong khối. Cùng ngày, EU đã gia hạn quyền được ở lại trong khối của người tị nạn Ukraine thêm một năm, đến tháng 3 năm 2026, kèm theo là các quyền lợi cơ bản như cư trú, tiếp cận thị trường lao động và nhà ở, hỗ trợ y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục. Hiện đang có khoảng 4,2 triệu người Ukraine đăng ký tị nạn khắp EU.